Hôm nay đọc báo thì chúng ta đã nhìn thấy được sàn địa ốc ồ hạt tuyển cả nghìn nhân viên môi giới. Chỉ cần chúng ta like và share thì lập tức là trí tuệ nhân tạo AI trong Facebook sẽ tự động mà tiếp cận tất cả những cái sàn bất động sản. Ngoài ra các thông tin về số cũng như là các thông tin cá nhân của chúng ta sẽ được chia sẻ theo các danh sách rất nhiều. Và hàng nghìn nhân viên môi giới này sẽ alo, tele sale, những khách hàng trung thành, những khách hàng đã từng mua bất động sản sẽ được mail gọi điện rất nhiều các cái thông tin để làm sao à, các cái nhân viên môi giới này đẩy các thông tin cho những cái khách hàng. Tuy nhiên cái việc yeah, chào hàng phản cảm, à, em là A, em là B, em là C ở dự án ABCD à, có hướng gửi đến anh chị rất nhiều các kịch bản tele sale từ cả tháng trước sàn bất động sản New Housing tại Thanh Xuân gửi thông báo chiêu mộ 1.000 chiến binh để bán một dự án vừa được công bố tại Hà Nội chính sách đãi ngộ hấp dẫn wow. tuy nhiên à, lúc này đây chúng ta bắt đầu phải nghiên cứu đến các chiến lược bán hàng không tele sale để biết được các cái à, cách bán hàng không tele sale một cách hiệu quả chúng ta có thể đăng ký ở các cái link à, của David sau đó chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta có phương pháp bán hàng cũng như là một số các cái à, cách để chúng ta triển khai. À, cách đây 2 năm thì David cũng đã triển khai các cái mô hình bán hàng không tele sale và gạch gặt hái được rất nhiều thành công. Một số người đã à, bán hàng rất tốt và người ta đã chủ động ở thế chủ động. Đặc biệt là chúng ta chú ý ở chế thế chủ động. Do đó, à, những cái chiến lược bán hàng không tele sale đang được áp dụng như là một cái phương pháp để cô động hóa lịch sử cũng như là một số các cái hiệu quả để bán hàng từ đó cái việc tuyển dụng ngày càng khó hơn cái việc bán hàng ngày càng khó hơn do vậy chúng ta đừng ngần ngại liên lạc cũng như là zalo 0987732228 hoặc là đăng ký link để chúng ta có thể à, có được cái chương trình bán hàng này. Hãy nhớ là chúng ta hãy đăng ký cái link ở dưới đây